Sáng ngày 17 tháng 3, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Dự bế mạc có đồng chí Trần Doãn Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Sau hơn một ngày diễn ra sôi nổi, hội thi đã hoàn thành và đạt kết quả cao. 44 thí sinh đã trải qua 3 phần thi, gồm thi soạn giáo án, thực hành giảng và thi kiến thức chung. Đánh giá của ban tổ chức, cơ bản các thí sinh đều chuẩn bị đầy đủ nội dung giáo án theo quy định, trình bày đúng, đủ nội dung, kết hợp kết cấu bài giảng hợp lý, xác định nội dung có trọng tâm, trọng điểm, phân tích logic và liên hệ vận dụng tình hình thực tiễn đơn vị khá tốt. Bài giảng được chuẩn bị công phu, tỉ mỉ, cụ thể, trình bày sạch sẽ, đúng quy cách, lý luận gắn với thực tiễn, phương pháp thuyết trình rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, dễ nghe. Nhiều đồng chí đã biết vận dụng phương pháp giáo dục mới như sử dụng trình chiếu PowerPoint thành thạo, tác phong điều lệnh chuẩn xác. Kết quả 100% thí sinh đạt yêu cầu, trong đó xếp loại giỏi có 37 đồng chí. Đối với chính trị viên, giải nhất thuộc về đồng chí Lưu Đình Nhận, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tiến. Giải nhì, đồng chí Nông Thị Phương Sao, Bí thư Đảng ủy xã Tân Dương. Giải ba thuộc về đồng chí Trần Tiến Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Phương Tiến. Đối với chính trị viên phó, giải nhất thuộc về đồng chí Trần Thị Gái, đơn vị xã Trung Hội. Giải nhì, đồng chí Triệu Thị Kim Huệ, đơn vị xã Lâm Vĩ. Và giải ba, đồng chí Nguyễn Thị Mơ, đơn vị xã Kim Phượng.